Vợ ơi, vợ tha lỗi cho chồng đi mà. Đi, tha lỗi cho chồng đi nhá. Thôi được rồi, tha lỗi cho anh một lần này thôi đi nhá. Lần sau nữa thì đừng có trách. Thì vợ tha lỗi cho chồng rồi thì cho chồng làm. Cho anh làm gì? Cho chồng manh động một tí nhá. Cho chồng manh động một tí nhá. Thì rồi đấy nhá. Ờ, được. Tuấn ơi! Hai đứa đang làm gì đấy? Bố này! Đừng bảo bố không tâm lý nhá. Thì có chuyện gì bố nói đi. Bố nghe nói là hai đứa chúng mày kết hôn xong là định kế hoạch đúng không? Đây, hai con nghe kỹ nhá. Cái loại màu đỏ này là số to. Số to, biết chưa? Còn cái loại màu vàng này là số vừa. Số vừa nhá. Đấy. Còn cái loại màu trắng này là số nhỏ. Cảm ơn. Con chọn cái số nào mà vừa với mình ý, cứ dùng có thoải mái đi, đừng có tiết kiệm. Hết thì lại sang phòng bố lấy. Bố cả mẹ dự trữ nhiều lắm. Bố cả mẹ dự trữ nhiều lắm. Hả? Đi thôi, bố đi đây. Thế bây giờ anh phải dùng loại nào? Cụ anh thì ai mà biết được. Anh đi mà đo chứ. Anh đi mà đo chứ. Đo chứ. Quái đâu vừa này. À đây. À, đây, anh vừa loại này em ạ. Sao đây? Bố chẳng dặn anh là dùng cái loại nào mà vừa với mình nhất còn gì? Nhỏ thế.